Mấy người này mới hả? Dạ. Nếu quý vị tốt, có lẽ tôi sẽ cho quý vị quà. Quý vị đến chỉ vì quà. Tôi không phải lúc nào cũng có quà cho quý vị. Tôi không nhớ Ngài Kabir có cho đệ tử món quà nào không. Tôi không nhớ Ngài Malana Rumi có món quà nào cho đệ tử không. Thế sao quý vị xin tôi nhiều thứ quá vậy? Tại sao vậy? Ngài Rumi có cho đệ tử món quà nào không? Tôi không nghĩ vậy. Thọ tâm ấn là đã đủ tốt rồi. Lúc nào cũng xin cái này, cái nọ, cái kia. Còn xây nhà cho quý vị nữa. Trời ơi, lẽ ra tôi phải làm vua của một vương quốc hay gì đó thì mới có thể làm nhiều thứ như vậy cho quý vị. Mới có thể xây mấy cung điện to lớn, vĩ đại, và mỗi người có 7 phòng, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, những phòng khác nhau. Mỗi ngày ở phòng khác nhau, để lúc nào cũng thơm tho, có hoa tươi và ra giường mới, và gì đó nữa. Vì một lần nọ, người nào đó ở trong SMC nói với tôi rằng anh ấy ra khách sạn ở thì tốt hơn. Ở khách sạn ít ra họ thay ra trải giường. Tôi nói vậy thì đi đi. Ra trải giường là tất cả những gì anh có ở khách sạn. Ở đây quý vị có những thứ khác mà ra giường không thể sánh được. Quý vị biết ra trải giường chứ? Hoặc thứ mà tiền không mua được. Khách sạn quý vị có thể trả tiền, nhưng trong đạo tràng có những thứ quý vị không mua được, phải không? Dù quý vị giàu có thế nào đi nữa, tôi chỉ là một trong những nhân viên mà thôi. Tôi làm việc rất vất vả. Tôi cần phải kiểm tra bởi vì một số chương trình hoặc có những điều họ phải hỏi tôi. Không phải là cái gì họ cũng biết. Đôi khi họ phải xin lời khuyên của tôi phải làm gì về điều này, về điều kia, chương trình, tiết mục, người dẫn chương trình. Có nhiều thứ ở hậu trường mà tôi cũng cần phải chăm lo. Tôi cảm kích là quý vị sẵn lòng làm việc cho truyền hình Vô Thượng Sư và cho thế giới. Điều đó rất tốt. Ý định của quý vị vậy là đủ tốt rồi. Thượng Đế biết quý vị muốn làm việc, nhưng nếu Thượng Đế không muốn quý vị làm việc thì cũng không sao. Nếu không làm việc SMTV, quý vị làm việc khác, quý vị ra ngoài giúp người nghèo, quý vị đi giúp nhà hàng Lovinhut. Có rất nhiều công việc để làm trên thế giới, không phải chỉ có truyền hình Vô Thượng Sư. Khán giả chỉ muốn xem cái gì hay để có thay đổi sau cả một ngày làm việc mệt nhọc và căng thẳng với công việc, với ông chủ, với việc kinh doanh, với thu lỗ, với con cái, với các vấn đề. Nên chỉ để có điều gì hay, do đó chúng ta phải cống hiến tốt nhất. Truyền hình Vô Thượng Sư của chúng ta là phải càng khẳng định càng tốt, càng mang tính xây dựng càng tốt. Quý vị cảm thấy vui, thấy dễ chịu, bởi vì chúng tôi chăm lo những chi tiết tỉ mỉ, để quý vị chỉ thấy điều vui tươi và những hình ảnh đầy hy vọng. Truyền cảm hứng cho quý vị để tiếp tục sống, để làm công việc của mình, công việc khó khăn ở sở làm, chăm sóc gia đình và chịu đựng một số trở ngại. Phẩm chất cũng cần phải sáng ngời từ bên trong, không phải chỉ bên ngoài mà thôi. Nếu muốn làm người dẫn chương trình thì phải có cả từ trong ra ngoài. Bên ngoài quý vị có thể thấy, quý vị có thể thấy và nói ồ, cô ấy đẹp hoặc anh ấy điển trai, nhưng bên trong cũng cần phải tương xứng với bên ngoài. Vì quý vị ngồi đó trên màn ảnh truyền hình, quý vị phải chuyển giao, truyền tải phước lành từ thiên đàng tới khán giả. Nhìn những người dẫn chương trình khác và xem họ làm gì. Họ làm sao thì quý vị làm vậy. Quý vị làm mình trông đẹp cho bản thân, cho khán giả và để đại diện cho quốc gia của mình. Hãy làm công việc của mình.
kỹ càng, một cách chuyên nghiệp bằng cả tấm lòng. Hãy chắc rằng quý vị trông đẹp nhất như ngôi sao điện ảnh. Già hay trẻ, thanh thiếu niên đều là ngôi sao điện ảnh. Cho dù già đi nữa, quý vị vẫn có thể là ngôi sao điện ảnh. Không cần phải trẻ mới là ngôi sao điện ảnh. Trong phim có trẻ, có già, trẻ em và cả em bé nữa, phải không? Giống vậy, chương trình của chúng ta cũng có người cao niên. Chúng tôi có thể làm quý vị trông đẹp. Tôi đã bảo rồi, đã chỉ cho quý vị cách trang điểm và làm mình trông đẹp. Ai cũng trông đẹp được hết, chỉ cần tập luyện một chút và một số quần áo. Giả sử tôi không mặc mấy thứ này, có lẽ tôi sẽ trông khác, hiểu không? Đừng để ý cái này, họ đã làm rồi. Giá rất đẹp, rất đẹp. Đây là lông giả, lông thuần chay. Họ đã làm sẵn rất nhiều. Họ làm những thứ này để bán. Tôi chỉ là người mẫu. Dù sao, quần áo không thuộc về tôi, chỉ là người mẫu. Dù sao, bây giờ quý vị hiểu rồi ha. Chúng ta làm nhiều việc khác. Nhiều nhà hàng Lovinhood cần quý vị đến giúp. Cho dù không biết nấu, quý vị cũng có thể lau nhà, có thể lau chùi bàn ghế, rửa rau. Rất nhiều việc để làm, và đôi khi sư phụ nói, ồ, cần phải đi giúp nơi này, nơi kia. Và chúng ta cứ tham gia vào nhóm tình nguyện. Có rất nhiều việc để làm. Được rồi, tôi cũng thích gặp quý vị. Không có nghĩa rằng tôi không thích. Chỉ là gặp hay không gặp, tôi thấy cũng như nhau. Ý nói, tôi không mong gặp quý vị. Nếu gặp quý vị, tôi rất mừng, rất vui. Tôi tắm trong tình thương của quý vị. Cũng vậy, quý vị thương tôi và tắm trong tình thương của tôi. Chúng ta thương nhau, thành ra tôi cảm thấy vui. Nhưng nếu không gặp chút nào, tôi cũng cảm thấy vui. Bây giờ đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Nếu không gặp tôi, quý vị cảm thấy không vui. Nhưng nếu không gặp quý vị, tôi không cảm thấy gì khác. Quý vị hiểu không? Vậy đó, gặp thì cũng thấy vui, không gặp thì cũng thấy vui kiểu khác. Nên chúng ta chấp nhận mọi điều trong cuộc đời, không cần trách bất cứ ai vì bất cứ gì. Thưa sư phụ, làm thế nào để đăng ký làm việc cho đội cứu trợ ạ? Quý vị chỉ nộp đơn. Quý vị hỏi liên lạc viên cách, được không? Dạ, hãy hỏi liên lạc viên. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có điều kiện gì cả, chỉ cần là đồng tu. Quý vị nên nghiên cứu một chút giáo lý của sư phụ để biết vì sao mình nộp đơn xin tòa tâm ấm. Bằng không thì như tình mù quáng. Quý vị làm theo cha mẹ, theo chị, thầy giáo, bạn gái, bạn trai của mình, chứ không biết gì cả. Mọi việc tốt chứ? Dạ tốt. Quý vị ăn có no không? Quý vị có dịp để ăn chứ? Dạ. Thức ăn thật sự ngon chứ? Dạ ngon thưa sư phụ. Nhờ công đức của quý vị mà hôm nay tôi cũng được ăn thức ăn ngon. Họ có làm gỏi cuốn cho quý vị ăn không? Không có gỏi cuốn à? Dạ không, không à. Gỏi cuốn mà có các loại rau trong đó? Dạ không à. Cái mà dùng bánh tráng Âu Lạc Việt Nam cuốn đó? Không à. Dạ không. Vậy có lẽ người Âu Lạc Việt Nam lén làm cho tôi thôi. Tôi bảo rồi, tôi ăn y như tất cả mọi người. Nhưng người Âu Lạc Việt Nam lúc nào cũng đến lén nấu món gì đó. Thế là tôi cứ ăn món đó. Vì khi ăn món gì tôi tiếp tục ăn món đó cho đến khi no bụng. Và nếu chưa no thì tôi ăn mấy món khác. Nhưng họ rất rộng rãi, họ đưa rất nhiều thức ăn. Tất cả quý vị có đủ thức ăn không? Dạ đủ. Hoặc có ai đói bụng hay cảm thấy chưa thỏa mãn? Giơ tay lên. Dạ không. Dạ không. Không, tốt, tốt. Không à? Dạ không. Tốt. Cho dù có thì tôi cũng không làm được gì. Tôi nói được rồi, không có cũng tốt. Không có cũng không sao, tôi không làm được gì. Tôi không có dụng cụ để nấu ở chỗ của tôi. Nên tôi thắc mắc, làm sao mà quý vị còn kịp mặc quần là áo lược đẹp đẽ và rồi hoa cài trên tóc và đủ thứ. Quý vị mới đến đây và chuẩn bị chỉ trong một ngày như thế, quả là phép màu. Và còn múa hát trên đây trước mặt mọi người mà không cảm thấy ngượng ngùng hoặc hồi hộp hay gì cả. Quý vị quả là gồ ghề. Nam nữ đều gồ ghề và rất tự nhiên, vui vẻ. Tôi thích thế. Tôi thích thế. Any other question?
Còn câu hỏi nào khác không? Thưa sư phụ, đôi khi con như vài ngày, vài tuần trước, đôi khi con có lẽ mơ thấy gì đó và rồi ngày hôm sau điều đó xảy ra. Như vài tuần hoặc vài tháng trước khi tòa tâm ấn, nó xảy ra khoảng vài tuần hoặc vài tháng một lần. Đó là gì vậy? Có tự nhiên không ạ? Như là được đánh thức lúc tâm ấn. Đánh thức lúc tâm ấn, đó là năng lực tiên đoán tương lai. Như là kiểu tiên đoán trong giấc mơ của con. Trong vài trường hợp trong mơ, như con sẽ ăn món này, và rồi ngày hôm sau con thật sự ăn món đó. Vậy thì tốt cho anh. Có phải như bình thường? Đôi khi đó là bình thường nhé. Đôi khi người tu hành có một số linh cảm. Cảm ơn sư phụ. Tốt là mơ về món gì đó để ăn rồi quý vị có món đó. Chà, ước gì ngày nào tôi cũng mơ được như vậy. Cái sư phụ còn nữa, sự thật buồn cười là chó của con thích thiền. Tốt. Mỗi lần chúng con đi tới lều, chú cứ chạy theo chúng con. Và chú có thể ngồi thiền tới 3 tiếng. Hồi chó của tôi cũng làm thế. Họ thích thế. Được rồi, tốt. Tốt. Bây giờ chó của tôi ở cảnh giới thứ tư hoặc thứ năm. Nhưng đôi khi họ vẫn chơi đùa như chó vậy và đó là điều rắc rối. Thật tốt cho chó của cô được sống với người tu hành tốt như cô. Cô muốn hỏi à? Được. Con vân vân liệu có hỏi câu này được không? Vì sư phụ nói con không bao giờ nên nói với ai về thể nghiệm của con. Cô có thể nói cho tôi nghe không sao? Và trước khi con biết về Ngài, thưa sư phụ, khi con ở Canada, con thể nghiệm thấy một số người, có lẽ 7 hoặc 6 người tụ họp lại với nhau và bỗng nhiên chúng con ở trong, con không biết nữa. Con cảm thấy như vào lúc đó, con cảm thấy như con ở thiên đàng và chúng con ca hát với nhau, nhưng không phải bằng giọng của mình, mà giống như hiểu, không có tiếng nhưng có âm thanh. Dạ, nhưng nó giống như một nhạc cụ. Đối với con, giọng con gần giống như đàn hậu cầm. Nên con thắc mắc, đây là thể nghiệm gì? Tốt. Dù là gì đi nữa, thể nghiệm đó tốt. Một số người có nhân duyên với minh sư trước khi tạo tâm ấn. Điều đó giống như là loại linh cảm rằng cô sẽ có loại âm nhạc này ở thiên đàng. Âm nhạc bên trong. Nên đó là lý do cô không nghe thấy giọng của mình mà chỉ nghe âm nhạc thôi. Hiểu điều đó không? Đó như là điểm tốt. Như có nhiều người, thậm chí họ chưa biết tôi mà họ đã thấy tôi trước đó, nhiều năm trước khi thọ tâm ấn, thậm chí nhiều năm trước khi tôi trở thành minh sư chính thức. Tôi đến giúp họ hoặc làm gì đó cho họ. Lúc đó, tôi còn không biết chính mình. Lúc đó, tôi còn không biết tôi là ai hoặc thậm chí nghĩ tới điều đó mà họ đã thấy rồi. Thôi, không hỏi nữa. Mỗi lần muốn hỏi, quý vị viết xuống rõ ràng, thật rõ ràng. Như thể đứa trẻ cũng đọc được, không phải như tôi ghi chú. Và sau đó quý vị đi thiền, quý vị sẽ có câu trả lời.